Những câu nói thức tỉnh trong cuốn sách Càng kỷ luật càng tự do. 1. Thực sự bạn đừng nên mong mỏi sự ổn định, bởi vì trên thế giới này không hề có thứ gì ổn định, mãi mãi không bao giờ thay đổi cả. Điều bạn cần làm chính là đứng vững trong cục diện không ổn định này. 2. Đối với bất cứ việc gì, chỉ dành vài ba phút nhiệt tình thì đều không đủ. Nếu muốn nhiều hơn, bạn cần đầu tư thời gian và công sức xứng đáng. Nếu thất bại, tức là bạn không đủ nhiệt tình, không đủ kiên trì và cũng không đủ động lực. 3. Đừng dừng lại, cơ hội đi qua rất nhanh. Khi bạn dừng lại cho rằng để trau dồi bản thân, thì số mệnh đã để ý đến người khác mất rồi. Không hiểu thì hỏi, không biết thì học, thời gian và cơ hội không bao giờ đợi chờ ai. Lấy đâu ra nhiều thời gian để bạn lãng phí chứ? 4. Cả quãng đường bạn khát khao trở thành người khác, nhưng cuối cùng bạn chỉ có thể trở thành chính mình mà thôi. 5. Là một người trưởng thành, quyền chủ động sống đang nằm trong tay của bạn. Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ không phải là trách nhiệm của bạn. Thế nhưng tất cả những gì xảy ra sau này đều là sự lựa chọn của bạn, bạn buộc phải chịu trách nhiệm về nó.